luôn mà. Thời gian mình chấp nhận chút xíu nữa là mấy người đó đó. Bây giờ Thí sẽ đổ bột bột chiên giòn đó. Bao nhiêu bột Thí? Ba bịch một ký gạo, một ký gạo, ba bịch bột giòn. À, một ký gạo sai bỏ nghệ vào. Thí làm nhanh quá Quý không kịp quay. Rồi Thí làm từ ở máy đi, trứng đập vô. Mấy trứng Thí? Chết luôn hả? Trời béo chết luôn Thí ơi. Thì mình nói người ta cái chuyện đó trứng thôi. Mấy trái dừa nữa? 5. Thôi ơi, thôi. Chạy rồi đó nha. Đó, các bạn là muốn ăn ngon mà béo á thì 1 kg gạo, 3 bịch bột giòn, chục trứng hột gà, 5 trái dừa. Đó. Ăn chuyến này là lăn luôn Thí ơi. Hàng chi qua cái kênh gác bếp miền Tây này ai cũng múp trơn. Đó. Nhìn ba bi quá mà. Ăn vậy sao đó mà nói không nới cửa. Cười cười đại Thí ơi, đừng cười chím chím Thí. Cười mất công không thấy tổ quốc nữa. Đó, xa xa ở trong là Tú đang xào thịt nha các bạn. Ủa, siêu đồ bếp Tú chứ. Trời ơi, kêu Tú đâu được siêu đồ bếp nha. Toàn là siêu đồ bếp không. Còn đại đồ bếp thì nãy rửa rau. Trời, tắt máy luôn chị. Tắt máy vậy? Giờ dắt do tới ha. Không có, tắt máy là tắt chuyện không liên lạc được. Rồi, tắt nguồn. Chứ đừng nói tắt máy. Cô hai, chị chín hả? Chín. Đó, chừng hết pin, ba nó hết pin à. Rồi xong, đã bây giờ đã 5 trái dừa. Lấy cốt. Đó. Pha bột. Ủa hai lọ bột hả Thí? Cái bột dạng cho bên đây nó tan rồi. À. Đó. Rồi, giờ là mình đổ bột vô mình pha lại nha. Hai sư đồ bếp đang chuẩn bị đó. Wow, đặt kẹo sền sệt luôn á. Ờ Thí ơi, nhiều quá rồi Thí ơi. Chết rồi, cái này đổ chắc cho cả làng ăn. Hơn chứ. Em nói nguyên cái ấp 1 này ăn luôn á. Rồi. Quá trớn. Bỏ hành lên cho xanh xanh đỏ đỏ nè. Cái bên xanh xanh trắng trắng chứ. Rồi. À, xin biết Tú. Cái bên xin biết Thí đã quậy hành á. Thời gian mình chớp nhóm chút xíu nữa là mấy người làm thành quá. Mình không kịp cái gì luôn. Sư Vĩ Tú bây giờ sẽ cắt sắc thịt đó các bạn. Đó, sắc thiệt là mỏng nha. Mỏng như tờ giấy luôn. Không à, cái này đắp mặt không được, cái này đắp mặt không được nha. Cái này. Nhưng mà này nó đắp mặt không được, nó còn hơi dày chứ. Nó chưa mỏng không? Đó, bây giờ Tú sẽ ướp thịt. Ngọt. Rồi, nó giải phong bư rê nữa. Có à. Ủa, sao chậm nè. Nhiều quá vậy hả? Chị không cho con sắt nữa nè. Trời, bỏ đi nháy đi. Thôi nè. Vậy là nghe sát đi. Nghe xào hả? Ừ. Chứ không phải người ta để làm thịt hả Thí? Làm thịt sống không Thí? Thí xào cho nó thấm vậy đó. Cho thấm nó ngọt rồi. Đổ thịt vào. Thịt mình đã ướp rồi nha các bạn. Nãy là sư đồ bếp Tú ướp rồi, giờ tới sư đồ bếp Thí. Còn đại đồ bếp thì đang rửa chén ở ngoài. Rửa chén. Ủa, rửa chén. Dạ. À.
vậy là mình xin lỗi. Đại đầu bếp bây giờ là xuống dưới kia rồi. Ủa đẹp như thế. Này có đường gì nó bóng vậy thế. Sao không? Sao sao? Trời. Bóng quá trời bóng luôn. Này có bỏ nấm không thế? Này mình muốn mình bỏ bóng sao? Nấm nấm rơm nấm mối được không? Nấm nào không được á. Ăn bậy ăn bạ chết không thế? Không, nấm mối ăn chết. À, chết gì riêng á phải không? Ừ. Chết gì ghiền mà tháng này nấm mối cũng hơi bị thiếp nữa. Không, mình lưu trữ lại á. Mình để dành lại ha. À. Có chị năm sáu ký à. Ê này ở Bình Định, ở đi Long Định hay là ở Biên Hòa? Không, mình không có, mình ở quân đội. Chị biết Tú sẽ bỏ nấm mối vô các bạn. Đó. Wow, wow. Cái nồi này là chất lượng nha. À, nấm mối mà tháng 11 chuẩn bị Tết rồi mà vẫn còn nấm mối. Không dám ăn, không dám uống gì vậy. Không, à, ăn để dầm, để không dám ăn, không dám uống. Mà các bạn nhìn xem siêu đi biết Tú đây đã thân hình nhỏ con quá mà. Và bên đây là siêu đi biết Thí. À, thấy chưa? Cũng nhỏ con luôn. Thời gian mình nói chuyện á, mà Tú nó siêu đi biết Tú bỏ tép vô mình không biết luôn các bạn. Chứ đợi là không được. Nhanh quá mình không cầm kịp luôn mà. Tí sẽ bỏ đó. Mở vô đầu tiên. Là làm cái bánh đầu tiên nha. Mở này nhiều quá thấy ra nước quá trời. Xin được biết thí. Tô để qua bên kia được không thế? Ừ. Nó để hỏi nhiễu một nồi dưới á. Đúng rồi, bỏ thôi bỏ bên. Mình nhân bỏ đâu? Nhân bỏ đây đi. Wow. Xin được biết Tú qua coi xin được biết thí đổ bánh xèo rồi ngồi học. Này thấy người ta thấy ta cầm ta hất 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 lên thấy. Thôi, không hất được. Đó các bạn. Trời ơi. Ấy nhìn khá khá thế. Nhóc mà. Để bắt cái ghế để đây nè. Hai cân. Thấy. Ngon chưa? À? Ngon. Thôi ăn ít thôi để hồi ăn bánh xèo. Dạ. Trời ơi cái bánh nào đẹp ghê luôn thôi Thí ơi. Không không không. Con gì? Hả? Hả? Ăn đi em về lấy thêm cái chảo nữa. Thì rồi để em đỡ cho. Con bình đó. Nhưng cái giải này mặt khác chưa? Y như mặt vậy. Chúc tôi sẽ quen với vị, tôi có bộ đồ mới nghe. Chết cha rồi, quên chưa hỏi vụ chó Thí nữa. Thôi, thôi, còn à. Chó nữa đó còn lớn chứ đâu. Một chảo nhân vậy hả? Ừ. Rồi, chảo bột đây nè. Rồi mấy bà thì đúng rồi. Đừng biết là bao nhiêu. Đừng có nói chuyện với tụi tôi nữa đi chứ. Ui da. Còn tép đây nè. Tép này sao không chị? À, sao chắc lại ăn trái cây đó. Tốt, lấy đũa trộn nó vô thì nó xìm xuống cái dưa chua. Gì? Bữa nay má chị Quý sắm cho tôi một đồ tím hoa cà mới để phụ nấu bánh xèo. Đâu quá. Đầu tiên chúng ta cho vỏ vô. Quấy. Bữa nay là nhà chị em tụ hội nữa nè. Nhưng mà mắc đi đứa con hết trơn rồi. Để nhà cho siêu biết như là vô biết. Mấy chị đi, mấy chị để lại cho tôi mà mấy chị hồi hộp. Sợ không có bánh xèo để ăn.
Đoạn hết đó luôn hả cô hai? Thôi một giá thôi. Cho nó giòn chứ. Đó, trời ơi, chuyên nghiệp đó ta. Mà nó bị méo rồi. Lấy cái kìa. Tính tạc thêm. Lấy cái xay. Đó. Ồ, qua. Wow. Giờ giống chưa? Chưa giống không? Đó. Ráng ép thì nó cũng giống. Ui, chú chấm ơi. Làm này rớt cái kia đó, hồi không còn gì để ăn luôn. Cái này là chưa đi làm dâu được nè. Tiếp theo cái gì bỏ nhân vô nghe. Mình bán như vậy ở ngoài nhiêu cái quý? À, bán này quần còn dính nữa Như ơi. Ừ. Tại bánh xèo á em ăn á. Người ta bỏ còn bột luôn, bán bột luôn. Ít thôi nha, nhưng đó ít thôi nha. Cái tật khoái nhiều nhưng á, lần nào cũng bị... Để em gãi điều cho. Rồi họ bấy luôn à. Sao bấy được? Đầy là riết lên cho nó hâm. Đó. Đời già đời. Trời ơi quý không á, kêu bỏ cái bát mà viên rẻ lên nè, hét thôi rồi. Giấu đi tại chị quý mấy bạn không mệt thiệt mà, em kêu bỏ bát mà viên lên không chịu bỏ đỡ từ từ rồi. Tại sao người ta chiên bánh bự chả, hai đứa chiên bánh nhỏ xíu vậy? Tại em thích nhỏ. Tam nhỏ đó. Dạ. Có làm vừa vậy bạn, Như không đem gì bỏ nó ăn, để em về nhà đây em ăn đâu. Tôi tính để bữa nay đãi mấy chị đẹp ăn. Ai về bước tiểu sơn rồi nè, đổ đi cái gái nào uống không vậy con bên đây nè. Rồi tới xin đi biết cái đổ đó ở trong cái chảo đó. Chú con rồi đó, bây giờ tới siêu bếp đó. Giờ ai siêu bếp đó, siêu bếp thí là làm mấy cái bánh đẹp. Giờ siêu bếp Như xong, giờ tới siêu bếp Tú. Hồi tới Quý thử nha. Đâu có dập tắt mấy bác. Trời ơi. Xin cảm ơn bác về món quà này. Xin cảm ơn. Đồ mặt thì giường nhưng mà nó hơi tụt chút nè. Chỗ này nè. Cái gì vậy? Sao nhỏ nhất rồi hả? Trời đất con. Xấu là lớn nhất á. Quý là cái á. Công nhận bác lựa đồ đẹp. Thôi nha. Dạ. À, tôi đổ giống chị Thí á. Ồ. Em chỉ cố gắng đi được như vậy. Để tương lai có thất nghiệp em có thể đi đổ bánh xèo bán cái gì? Đổ mướn hả? Đổ mướn chứ tiền đâu mà có vốn mà đổ kia. Tôi rải cà rải mạ kìa. Nhiều quá. Họ làm banh luôn rồi, ngang nó banh chính giữa luôn. Rồi, vô đúng rồi rồi. Tôi có lạc xưởng nè Tú. Vô nó có mùi nữa. À, bỏ nhiều như vậy. Đó, xin cái Tú đã thành. À, nãy đâu ai làm vậy của mình Tú á. Trời ơi, không có đâu cưng. Còn cái lộn nè. Lên quy déo cái lộn của mé bé. Trời ơi, ta làm bánh dảnh dảnh vậy á. Ta làm bánh. Làm bánh dảnh dảnh đồ. Rồi, Như chiên đi. Dạ. Hai chị. Chị chiên nữa đi. Khác đừng nói thừa cô ơi. Gái thì em có hỏi Tú đi. À, Tú. Ủa sao cái này nó hết rồi đâu hả? Quy cà. Quy cà. Dù có dòng nhất. Ai? Quy. Quá. Quá. Quy đâu. Trời ơi, mới đó dẫn đi mua đi trà sữa rồi hả? Đù. Dữ. Hẹt chi tao mà thích mẹ luôn. Trong nhà má cái gì cũng có giá là có một cái một à. Nhiều lắm á. Ta lấy cái chén là ta mốt. Ta đổ. Cái bóp ngọt. Cái mũ đầu. Dông lái xe à. Cái này là của hàng Trung Quốc. Mũ tiệm. Phải hỏi ai chứ. Được rồi, hỏi gì vậy? Người tao chết hay gì không hỏi tao. Tôi là mày chứ. Hả? Ừ. Tôi giận quá. Tôi nghiệp nhỏ. Giờ gì tốt không thèm hỏi luôn con. Kịp gì tôi không hỏi gì.
Gặp chị Tú thì chú không hỏi gì nhiều luôn đó. Con nhỏ quá hay gì? Lùng chịu lùng quá không ai thấy chị hết không? À vậy nếu mười 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 mấy tháng chạp mình chạy mấy đâu? Vậy Tết hả? Chạp đi. Chưa vô 20 mấy báo chưa? Trời ơi. Mười mấy báo rồi. Mười mấy chưa? Mười mấy báo chưa? Có chị Heo 50 rớt mắt không? Ừ. Ở trong điện thoại hả? Vậy là con mình cứ gỡ cái điện thoại ra đó à. Dạ. Để nữa lấy cái này cái này xong xí nè. Bỏ vô điện thoại cho mẹ của tôi xong không xếp gần được hả? Trời ơi. Nhục quá nè. Nè thử xếp đi Túc. Cái này sao để dưới phải lưa ra dưới đổ nè. Đó quay đi quý. Tại chị Tú làm khác đó. Gần 11 giờ con. Mấy giờ con đi học? Dạ, 3 giờ. Nè, ăn đi. Dạ. Nè. Ủa cái quạt của tôi đâu ta? Đây nè, bên đây nè. Quạt ba tiêu à. Ngồi chơi đi. 3 giờ tan hả? Đi học hay vậy? Nè, bỏ vô miệng này nha. Ngủ. Ê, nè, áo ấy lạnh rồi. Ừ. Rồi bánh sắp xong rồi các bạn ơi, bây giờ mọi người chuẩn bị thắng nước mắm. Đây, siêu đồ biết Tú thắng nước mắm. Để lấy nước không chị Hai? Để. Chị Quý để đang bầm tỏi. Giá nước là được không? Hả? Giá nước là thôi ha. Không, phải thêm cái chén đó. Chén nước đi rồi xong, thử thêm cái chén vô. Con gà đó nó muốn lên bếp hay gì vậy ta? Con nàng nhỏ đẻ. Gì chị? Bởi vậy để tự mình nói chứ ai đâu rồi sao đổ nước đó luôn vậy sao tao không đổ vô ấm đi chị đưa để Tú làm mẹ mày cái nói là Tú đã hết rồi không đi có lấy là được đâu cái chòi của mình á không thể nào mà bỏ thêm một con vịt nào nữa phải có gà rồi dạ chết luôn bác bà giải quyết không nổi thêm một con vịt nữa là bà bỏ về luôn. Nước mắm bỏ gì vậy sao được biết? Đường bột ngọt với nước mắm, với nước ngọt. Dạ, thắng cho nó kẹo lại hả? Cái gì con? Hả, cái gì chó con? Chó chưa gì chó con. À, chó chưa hả? Để cô về thúc chó đẻ nữa con. Cô về cô thúc chó đẻ nữa cô cho. Ừ. Còn nhé. Từ nó quen con à. Từ từ nó quen con. Chị cũng đi về nó mừng à. Cái gì nó quen à. Chị qua nó mừng quay tôi à. Nó quay tôi lại mệt à. Trả lại lên đây. Rồi chuẩn bị làm nước mắm bây giờ. Nước mắm chua ngọt. Nước mắm rồi mình phải thắng nó mới ngon. Cho nó kẹo lại. Để tôi lạnh cũng được. Tôi lạnh nó tự kẹo hả? Không, ăn để tôi lạnh á. À, để ăn lâu dài phải không? Ừ, để tôi lạnh giờ hơi móc ra để chanh vô rồi để tôi lạnh không được. Công nhận quay phim lúc gà nó đang đẻ mệt thì chứ. Không cho mình nói mà. Đây. Ngủ gì vậy Tú ơi? Ủa có bữa nay nhà có nấu cơm không? Ăn bánh xèo có nấu cơm hả? Không. Mời nấu cơm bỏ một bít vô nồi cơm ăn luôn. Thôi, hồi nấu đi, nấu đi rồi. Chị để em về mời chị mới nấu phải không? Mời là mình đẩy tôm rồi phải không? Tôm với nấu canh bầu. Mời mình ăn món đó hả bác? Tôm kho tàu. Dạ bác. Mời con vô sớm. Như sớm cũng như là 9 giờ rưỡi á quý vị. Dạ. Chứ không có gì nào mà như là sớm là 9 giờ rưỡi á. Có con sớm đi nha. Ờ thấy sớm á. Ờ nhanh sớm là 9 giờ rưỡi rồi. Sáng nghe Tốt vừa với là đây chưa mà Tốt chưa đi. Vừa ăn chưa chị? Em đi rồi chị, em thấy chị mà em không có kêu á. Chưa. Thấy chị không thấy tốt. Hả? Thấy chưa sao bỏ. Chị lo chị nhìn cái gì á, không biết em đưa chị. Sáng chưa xa em để đây con đơn kỳ là gặp chị lo chị nhìn cái gì thì chị không nhìn. Ừ, không nhìn thấy em sai là chưa rồi bỏ ớt vô luôn chưa à. Vậy là chị lo thì giờ phải bỏ ớt vô vậy kỳ trời ơi kìa. Trời ơi bữa nay mà không ngon không ăn tiền nha thôi còn cái này nữa cái nào
Rồi Trang rồi. Đâu nè, bỏ riêng à. Bỏ riêng. Ủa, bỏ riêng à, mình múc ra chén đó phải không? Ừ. Dạ. Rồi nó nổi kìa. Này đủ đường, đủ chanh nó mới nổi vậy. Chị hả chị? Phải không? Thiệt. Dạ. Cái đó là bí quyết nha quý vị. Nó chìm xuống là không đủ nha. Ờ, chìm xuống là phải bỏ đường, bỏ... Bỏ chừng nào mà quý vị cứ bỏ cái miếng bỏ chừng nào cái này nổi lên thôi. Ăn được thì bỏ. Con này. Chứ giờ sao? Nó nói gì nó cũng được hay thiệt chứ. Chứ bỏ hoài nó không nổi, hồi bỏ bằng lè hay sao? Rồi, xong rồi đó. Đó, quá hấp dẫn luôn quý vị ơi. Đó. Từ trước tới giờ con lên quy giáo cái bộ đồ này là đẹp nhất đồ của bác cho. À, đây của con hoàn thành mà. À, bữa nay là xong cái này là của chị Thúy á quý vị, còn của tôi bỏ vô bịch rồi đem về nghe, chuẩn bị lên xong nhìn đi, đẹp còn hơn tôi đó gì. Đó, cái phần mỡ mà mình chiên xong còn lại quý vị, chị Tú sẽ sắc ra thắng để thắng kho cá rồi, có tôm mỡ ngon lắm. Dạ. Kho cá rô á Tú. Ừ. Làm gì? Ồ, mình mua hơi dư này đúng không? Dư. Nói gì hai một cục à. Ok. Mỡ. Em. Rồi xin mời quý vị nhập tiệc đi quý vị ơi. Tụi con đừng có la la, tụi con đừng có la nè. Kéo á, ba Tú ơi, rửa tay vô luôn đi chị. Dạ. Xong lò luôn rồi. Tú ra rửa tay đi rồi ăn bánh xèo. Đó. Hôm nay người chiên chính là chị Thúy đó quý vị. Bà bạn của tôi tiền. Thôi mấy ăn chung hai cái này. Bạn của tiền. Cái này tôi bị ấy rồi. Còn có nói cầm thì hỏi dở chịu no rồi đó. Cầm thì chịu no. Em nói mà nói gì. Ăn đi chị Tú. Quyên Tú. Quyên. Cái nhỏ thôi. Nó ăn rong. À. Ăn đi Tú. Sao còn rau bự nữa đâu. Lấy em cái miếng lá ra rồi chị thấy ngon quá không? Ngon không? Ngon quá. Ngon không? Ngon, nó lấy cái đìa mà ăn được cả năm này. Mình thiếu lá cách nè. Đúng rồi, má nó thiếu lá cách. Cách không? Ờ, quên, nhắn hai lá cốc quên. Còn nó lá cốc nữa nha. Cốc là ngon lắm. Ăn không con? Có nói với chứ. Mình như thấy cái cốc hay chỗ nào ta? Cái cửa bên hông á. Mới đọc. Yeah.